Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng thể thao giải trí 247 đi chợ Bạc Liêu. Chúng ta cùng tham quan chợ Bạc Liêu nhé các bạn. Chợ Bạc Liêu nằm bên dòng sông và gần với tòa nhà của nhà công tử Bạc Liêu. Từ nhà công tử Bạc Liêu chúng ta có thể đi về hướng lại, ngược lại bên trái một chút thì gặp chợ Bạc Liêu. Và đây là cảnh chợ Bạc Liêu. Mời các bạn cùng tham quan chợ Bạc Liêu cùng thể thao giải trí 247. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu từ cổng chính của chợ Bạc Liêu nhé. Chợ Bạc Liêu có view nhìn rất đẹp. Các bạn có thể thấy ngay trước mặt chợ là dòng sông rất là thơ mộng. Chúng ta có thể đi chợ vừa ngắm sông đó. Rất thơ mộng. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi sang cửa Nam nha các bạn. Chúng ta đi vào cửa Nam nha. Bên trong chợ bán rất nhiều đồ, hàng hóa cũng rất là đa dạng các bạn. Mời các bạn tiếp tục sang cửa Bắc của chợ Bạc Liêu. Bây giờ chúng ta đi vào cửa Bắc. Cửa mặt chính của chợ Bạc Liêu là cửa Nam. Chúng ta có cửa Tây thì nó bị che lấp bởi những cái kiosk rồi, cho nên chúng ta không đi vào nó được, chúng ta chỉ nhìn sơ qua thôi. Và đây, chúng ta tiếp tục đi vào cửa Đông. Chợ Bạc Liêu tổng cộng có 4 cửa Đông Tây Nam Bắc. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đầy đủ cả 4 cửa Đông Tây Nam Bắc của chợ Bạc Liêu. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi thể thao giải trí 247 Hồ Bình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có chuyến trải nghiệm chợ Bạc Liêu vui vẻ hứng khởi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.